Ôi Tin ơi, con có công gì trên tay hay quá vậy? Con đại bàng. Biểu diễn cho ba xem lại coi. Sao mà để trên tay vậy mà nó không ngã được hay vậy? Ba ơi, Ơi. mình có nuôi được con đại bàng không? Được. Đâu con nuông đây bạn cho ba xem. Ghê vậy? Ghê vậy? Sao Tin có thể làm được hay vậy? Chúng ta có thể nhảy nhảy. Rồi cho nó lên tay lại xem. Và thảy nó bay lên Tin. Tin có thể dịnh nó lên tay rồi được không nhỉ? Được. Nhưng mà tôi kẹp. Đâu, kẹp nó bay lên tay thử xem. Rồi đâu, nó bay lên tay Tin đâu? Ghê vậy? Ghê vậy? Ơi, Tin có đại bàng. Mình thấy ở đây. Cái bàn dữ vậy?